Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài miền Bắc hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.